Xin chào các bác, các bạn và xin kính chào quý bà con nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái tác dụng cực kỳ đặc biệt và cực kỳ quan trọng của nhân sâm Canada mà chúng ta rất ít hoặc là rất khó có thể nhận biết được những cái biểu hiện của nó ra bên ngoài. Trước hết chúng ta hãy theo dõi một cái ca phẫu thuật đột quỵ não do cái việc hình thành cục máu đông ở bên trong não nó như thế này. Đây, người ta dùng một cái dụng cụ hết sức là đặc biệt, chúng ta sẽ xem họ xử lý rất là hay. Nhưng mà nếu mà có thể mà không phải xử lý như này sẽ là hay hơn, đúng không? Người ta dùng một cái thiết bị, nó giống như là một cái sợi dây, một cái sợi ống rất là nhỏ, dẫn theo những cái tua. Chúng ta có thể hình dung những cái tua giống như là những cái thép nó xoắn vào nhau ấy, để long ra, mà người ta dẫn nó vào đây và truyền vào đó một cái dạng như còn là sung. Đấy, chúng ta sẽ cảm giác như là một cái sung để làm vỡ cái cục máu đông ra, đồng thời lôi nó ra ngoài và hút nó ra. Đấy, họ lôi cái cục máu đông ra, cái đầu này vào, họ dùng áp lực họ hút ra. Chúng ta thấy là một cái cách làm phải nói là cực kỳ tinh vi, cực kỳ tân tiến, đúng không? Nhưng mà nếu có thể không làm thì sẽ tốt hơn, đúng không? Ở đây là vị trí của cái cục máu đông lúc nãy, một cái vị trí ở trên trên não của chúng ta, trên đầu của chúng ta, nó cực kỳ nguy hiểm, đúng không? Cục máu đông trên não ấy là một trong hai cái nguyên nhân gây ra đột quỵ não, đúng không? Đột quỵ não thì có hai dạng, là một là xuất huyết não và hai là tắc nghẽn cái mạch máu do cục máu đông. Đây là cái cục máu đông chết tiệt lúc nãy đấy, nó rất là bá đạo, đúng không? Chúng ta nhìn vào thực tế thì chúng ta rất là hãi hùng luôn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái tác dụng tuyệt vời của nhân sâm Canada, là nó ngăn chặn, ức chế cái việc hình thành các cục máu đông và nó có tính hoạt huyết cực kỳ cao. Nhân sâm Canada có tác dụng cực kỳ tốt với hệ tim mạch của chúng ta, đặc biệt ấy là nó ức chế, chống cái việc hình thành các cục máu đông trong mạch máu của chúng ta, đồng thời nó dọn dẹp các cholesterol xấu ở trong mạch máu và loại bỏ mỡ máu. Theo cái đông y thì gọi là đó là cái tính chất lương huyết giải độc, đúng không? Thế nhưng mà nhân sâm còn làm được nhiều hơn như vậy. Nó tác động lên thành mạch máu, làm cho cái thành mạch máu của chúng ta nó dai, nó dẻo dai, nó bền chắc hơn rất nhiều. Và bằng cái kinh nghiệm sử dụng của tôi đấy, từ da cho đến gân cơ xương khớp cho đến tất cả những cái bộ phận, thì tôi cảm nhận là những cái gì trong cơ thể chúng ta mà cấu tạo bởi các cái sợi collagen nó đều khỏe lên sau một thời gian chúng ta dùng nhân sâm. Đó chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi thôi, mà chúng ta biết là gì, từ tim của chúng ta cho đến mạch máu chúng ta cho đến da xương khớp chúng ta đều có collagen. Chính vì vậy cho nên nhân sâm tác động một cách tổng thể lên toàn bộ cơ thể chúng ta. Thì hôm nay tôi giới thiệu một cái tác dụng tuyệt vời của nhân sâm Canada trong cái việc mà nó ức chế các cái cục máu đông, chống cái việc hình thành các cục máu đông trong mạch máu của chúng ta bằng cách loại bỏ những cái thành phần không mong muốn ở trong máu chúng ta, đặc biệt là mỡ máu, cholesterol xấu và các cái thành phần mà nó gây ra cái tác động mà hình thành các cục máu đông, các cái mảng xơ vữa. Đó là cái tác dụng âm thầm nhưng cực kỳ là hay của nhân sâm Canada mà rất ít khách hàng của chúng tôi, khi họ bỏ tiền ra mua nhân sâm, họ chỉ nghĩ về sức khỏe. Tất nhiên nhân sâm là sức khỏe, nhưng để bảo vệ cái sức khỏe đấy, đôi khi nó quan trọng không kém gì là cái việc của chúng ta nâng cao nó đâu ạ.